Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món cơm thố gà. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi nấu phần cơm trước nha. Ở đây mình có là khoảng 500 g gạo. Gạo thì các bạn dùng hiệu nào cũng được, mình quen, ở nhà mình ăn loại nào thì mình dùng loại đó. Mình vo cho sạch thì mình sẽ để ráo tầm khoảng 10 phút nha. Cái này mình đã vo, mình để ráo rồi. Mình có một ít lá dứa để nấu cơm cho nó thơm. Rồi ở đây mình có ba cái thố. Ở đây do mình không có tìm được cái thố nhỏ hơn á. Nếu như các bạn tìm được cái thố nhỏ hơn thì mình nấu nó nhỏ hơn, cái này nó hơi to. Cái này một cái này là ăn phải hai người các bạn. Ăn ít thì hai người ăn. Bây giờ mình sẽ chia đều ra. Nhắm chừng không cần phải chính xác. Với lại là thông thường ở ngoài người ta bán thì người ta sẽ dùng những cái thố nó sẽ to hơn cái chén này chút xíu, để khi mà người ta nấu cơm thì nó sẽ lưng vừa tới đây nè, rồi ta cho gà lên. Còn như mình, nếu như mà nấu theo kiểu đó thì cơm nhiều quá nhà mình ăn không có hết. Mình xem ít lá dứa vô cho nó thơm nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây ít nước tương nha các bạn. Nước tương này của mình nó vừa ăn á. Nếu như các bạn dùng nước tương mà nó mặn quá thì bớt lại một chút xíu. Mình cho mỗi cái tầm khoảng muỗng cà phê thôi, để cho cái cơm của mình nó đừng có bị lạc á. Tiếp theo mình sẽ cho nước sôi vô nha. Nước này mình vừa mới nấu luôn á. Tùy theo gạo mình nhắm chừng, với lại là các bạn lưu ý là gạo của mình hấp đó, thì mình sẽ cho ít nước hơn là so với mình nấu cơm điện nha. Hoặc là tùy theo mình thích ăn cái cơm mềm thì mình cho nhiều nước một tí. Mình cho xăm xắp như thế này. Trong lúc này thì các bạn nhớ là chuẩn bị một nồi nước sôi để khi mà mình chế vô này là mình đi hấp liền luôn. Mình quên nữa, các bạn cho vào đây ít gừng sợi nha. Chút xíu thôi, đừng có nhiều quá. Nước sôi rồi mình sẽ cho vào hấp nha. Mình sẽ để lớn hơn lửa vừa để cho nó hơi nhiều, nó hấp nhanh chín hơn. Nãy giờ mình hấp được 15 phút rồi nè các bạn. Mình sẽ kiểm tra nha. Đó, phần cơm mình giờ nó ráo, nó rút nước như vậy nè. Rất là thơm luôn các bạn. Cho gừng với lá dứa và nó thơm lắm. Bây giờ mình sẽ hạ xuống lửa vừa thôi, rồi mình sẽ hấp nó từ từ cho cơm nó chín hẳn nha. Thịt gà hôm nay mình dùng thì tầm khoảng 700 g, mình đã chặt thành cục vừa ăn này nè. Mình có khoảng 70 g hành tây sắc muối cao, một ít gừng sắc sợi, một muỗng canh vung tỏi băm với một ít nấm đông cô. Nấm đông cô này các bạn ngâm khoảng vài tiếng mình xả sạch rồi mình sắc nó ra. Nếu như các bạn thích lạp xưởng thì mình sẽ dùng thêm lạp xưởng nha. Mình dùng khoảng 100 g. Và bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần gà này. Mình sẽ cho ở đây khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh đường. Nửa muỗng canh nước tương. Dầu hào. Dầu hào mình dùng khoảng 2 phần 3 muỗng canh dầu hào. Một chút xíu dầu mè thơm. Khoảng nửa muỗng cà phê. Mình thích nhiều mình cho nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn ướp cho mình khoảng 15-20 phút hoặc nửa tiếng cũng được. Mình nên để trong ngăn mát cho nó tươi nha. Tổng thời gian mình hấp cơm thì tầm khoảng là 30 phút nha các bạn. Hoặc là tùy theo cái thố các bạn nữa. Thố nhỏ thì sẽ nhanh chín hơn á. Khi cơm chín là mình sẽ vặn lửa nhỏ đi, mình giữ ấm nó. Tiếp theo thì mình sẽ đi chiên lạp xưởng nha. Mình cho ít dầu ăn vào chảo.
chiên cái lạp xưởng này cho nó chín rồi mình sẽ xắt thành miếng vừa ăn. Giờ lạp xưởng nó chín nó vàng rồi các bạn, mình sẽ gắp nó ra nha. Tiếp theo mình sẽ cho tỏi vô mình phi cho nó thơm. Tỏi vàng rồi mình sẽ cho thịt gà vô. Mình cho gừng vô, nấm đông cô vô mình xào vô. Để nó lớn mình xào cho nó săn gà nè. Mình để nó lớn đó, khi mình xào gà thì gà nó sẽ cháy xém, nó sẽ thơm hơn á. Gà nãy giờ mình xào khoảng được 3 phút rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ cho hành tây vô nha. Cho hành tây vô mình đảo lên. Hiện tại thì gà của mình nó vẫn chưa chín đâu các bạn. Nó chín tầm khoảng được 50% thôi. Ở ngoài người ta bán thì thông thường người ta sẽ dùng cái thịt. Nói chung là người ta sẽ lóc thịt, người ta không có lấy xương. Thì đó là thịt gà nó nhanh chín. Còn nếu như mà làm theo cái cách của mình mà giữ cái phần xương thì nó sẽ hơi lâu chín nha. Thì đó mình sẽ xào sơ như thế này. Rồi mình sẽ cho vào cơm mình hấp tiếp. Còn nếu như các bạn dùng cái đùi gà mà các bạn lóc xương ra rồi á, thì các bạn chỉ cần xào cho nó chín mà khi ăn mình để lên cơm thôi. Mình xào thêm khoảng 1 phút là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ cho vô cơm. Mình sẽ cho gà ngược lại vào cái cơm này nè. Về lượng thịt gà thì các bạn có thể là điều chỉnh lại nha, tùy theo mình á. Hôm nay cái này của mình nó hơi nhiều á. Mình chia ra cho nó đều. Ở ngoài người ta bán người ta chấp thịt nên cũng nhiều lắm. Đó mình sẽ cho lạp xưởng lên. Bây giờ mình sẽ để lửa vừa lại mình hấp nha. Do là mình dùng gà vườn á nên mình hấp hơi lâu chút xíu nha, mình hấp thêm tới khoảng từ 25 tới 30 phút lận các bạn. Còn nếu như các bạn dùng gà công nghiệp thì hấp tầm khoảng 15 phút là nó chín rồi. Rồi. Món ăn của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Món này thì mình sẽ ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Mình có thể là để lửa nhỏ mình giữ ấm hoặc là mình tắt bếp luôn cũng được. Món này khi ăn mà nếu như thấy lạc á thì mình có thể là ăn kèm thêm với nước tương nha các bạn. Để trong nồi thì các bạn có thể là mình đậy nắp lại để cho giữ nóng cũng được nha. Ở ngoài người ta bán thì người ta sẽ dùng cái thố nhỏ, rồi khi ăn thì mình sẽ ăn ở trong cái thố luôn. Còn như mình thì do là cái thố nó lớn á nên mình sẽ múc ra chén mình ăn. Mình múc cái phần cơm cho các bạn xem. Để mình gấp bớt thịt gà cho nó dễ múc cơm. Trong quá trình mình hấp cái gà này á thì cái phần mỡ gà với gia vị của gà nó cũng sẽ ngấm vô cơm nữa các bạn. Cơm nó không có bị nhão, rất là ngon luôn á. Có lá dứa nữa nó thơm cơm lắm. Cơm ăn khá là vừa các bạn, không bị nhão cũng không khô. Giờ mình sẽ ăn thử miếng cơm nha. Cơm thơm vừa ăn các bạn. Gia vị của gà nó tươm ra. Cơm nó vừa ăn không bị lạ. Mình sẽ thử miếng thịt gà nha. Mình ăn thì mình thấy nó vừa ăn rồi đó các bạn, không có bị lạc. Nếu như các bạn thấy lạc thì mình sẽ ăn thêm với nước tương nha. Món này làm ngon đơn giản nữa. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúc các bạn thành công.